cứ lo sợ rằng các bạn nuôi fail, cứ lo sợ rằng người khác chê trách mình nuôi sai, mình nuôi không đúng thì các bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được. Hello, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Thằng Bò Sát. Và cái tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tăng kiến. Dù chơi bất kỳ một con gì á, thì cái việc nghiên cứu và làm ra những cái thứ để nuôi cái con vật đó nó đem lại một cái sự thú vị nhất định các bạn. Bản thân của mình á, khi mà mình nuôi kiến á, thì cái cảm giác mình làm ra được những cái tăng kiến, hoặc là mình đi mua những cái tăng kiến rồi mình design, mình thiết kế nó lại theo cái phong cách mà mình muốn á, nó đem lại một cái trải nghiệm rất là đã các bạn. Từ lúc mà mình nuôi kiến tới nay á, là được 2 năm thì mình đã nghiên cứu và làm ra cũng khá nhiều cái tổ kiến, rồi mình cũng đi bỏ tiền ra mua nhiều cái tổ kiến khác nhau. Thì mỗi một lần á, mà mình mua, mỗi một lần mình thiết kế là mình lại học thêm một bài học rất là thú vị. Thì trong cái clip này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu hơn về cái cấu trúc của cái tăng kiến, cũng như là cái cách sử dụng, rồi cái cách lựa một cái tăng kiến phù hợp để các bạn có một cái trải nghiệm về tăng kiến mà nó kiểu cảm giác là nó dễ dàng hơn cho tất cả các bạn newbie, cũng như rằng nó sẽ hỗ trợ các bạn khá nhiều khi mà các bạn quyết định bắt đầu con đường nuôi kiến của mình. Thì ở đây là sẽ có một loạt những cái loại tăng kiến luôn các bạn, rất là nhiều loại khác nhau. Bây giờ mình sẽ nói đến một cái loại đầu tiên, mình nói đến cái cấu trúc của cái nest đi ha, nơi mà con queen nó sẽ chọn để là nó sinh sản rồi nó giữ trứng rồi bla 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 tất cả mọi thứ. Thì đây là một cái dạng tổ mới gần đây, là một cái bản update mới gần đây của một cái hãng khá là nổi tiếng bên nước ngoài, đó là HitechN. Đây là một cái bản sample test nha các bạn, một cái bản sample test thôi. Mình đặt để mình làm, để mình nghiên cứu coi rằng nó có phù hợp với bài kiến của mình hay không. Thì cái dạng HitechN này á, là nó có một cái đặc điểm rằng nó có thể kết nối nhiều tổ lại với nhau. Nếu các bạn đặt một cái dạng tổ này thì nó có thể gài những cái khóa gài như thế này, nó có thể gài và nối tổ ra rất là hay. Những cái ống như thế này các bạn hoàn toàn có thể nối những cái ống nhựa để đi qua những cái tổ khác. Và điều quan trọng rằng là nhìn nó rất là high tech các bạn, high tech nghĩa là nhìn nó tương lai các bạn, nó đơn giản theo cách tương lai và nó khá là đẹp. Cái dạng này á, nếu mà các bạn mua mà kiểu dạng như đồng bộ á, nhìn cái bộ sưu tập của các bạn rất là chiến. Và đây là một trong những cái dạng nest mà mình cực kỳ thích luôn các bạn. Mình thích là bởi vì là mình thích cái xu hướng hiện đại, mình không thích những cái tổ mà nhìn nó sến quá hoặc là nhìn nó rườm rà quá, mình không thích. Mình thích những cái dạng tổ hiện đại như thế này. Nhưng mà cái dạng tổ này thì cũng bị rất là nhiều chỉ trích các bạn, chỉ trích từ những người nuôi kiến khác luôn, là bởi vì là nó thường nó không cung cấp đủ ẩm cho nguyên một cái hệ thống tổ. Tuy nhiên là cái sự nghiên cứu gần đây của HitechN thì họ đã đưa ra những cái phương pháp mới. Bây giờ mình sẽ gỡ miếng đỏ này ra. Đây là bên trong cái cấu trúc tổ của HitechN ha. Đây nó sẽ có thứ nhất là cái buồng cấp ẩm. Thì cái buồng cấp ẩm của HitechN nó được một cái lợi thế là nó cấp ẩm bên hông. Các bạn bỏ bông gòn gì vô đây, hoặc là người ta bỏ một cái gọi là cái miếng bọt biển các bạn bỏ vô đây, xong nó sẽ có một cái nắp đóng lại ở đây và các bạn cấp ẩm vô bên này, cấp ẩm vô cả một hệ thống tổ, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi ở đây là có những cái khóa gà, những cái khóa này các bạn có thể dặn ốc, các bạn hay dặn ra ha, và các bạn hãy nối tổ. Và nó sẽ có trang bị thêm một cái miếng màu đỏ như thế này. Thì cái miếng này các bạn có thể đổi màu tùy thích, ví dụ như các bạn có thể đổi qua màu đen chẳng hạn, hoặc là màu xanh, hay bất kỳ một màu gì các bạn muốn. Rất là hay của HitechN. Có nhiều cái nghiên cứu gần đây thì nó là kiến nó vẫn nhìn thấy được ánh sáng đỏ các bạn. Và những cái loài mà mình nuôi, ví dụ như điển hình là con Bunen và cái mắt nó to như là nguyên thủy như HV các bạn, thì nó vẫn có khả năng nhìn được ánh sáng đỏ nha các bạn. Dù các bạn để màu đỏ thì nó vẫn nhìn thấy được những thứ bên ngoài và vẫn có thể tác động, nên là cái màu đỏ này vô hình chung thì nó chỉ giảm lượng ánh sáng vô cái tổ kiến thôi. Nếu mà các bạn tốt nhất á, thì các bạn mua những cái dạng tổ giống như vậy mà nó có những cái miếng đỏ như vậy, thì các bạn có thể cắt một cái miếng bìa như vậy các bạn để lên. Cái điểm của cái tổ này bị nhiều người chê trách là lý do tại sao, là bởi vì nó cấp ẩm không đủ cho tổ và cái chất liệu nhựa nó sẽ không giữ ẩm được cho tổ. Nên sau đó là HitechN họ có làm ra một cái sản phẩm giống như vậy, là một cái sản phẩm kiểu mới. Thì cái sản phẩm này nó khác gì hai cái thằng này. Cái sản phẩm này nó được một cái lợi thế, đó chính là nó cấp ẩm ở dưới các bạn. Nó có một cái khay cấp ẩm ở dưới và các bạn bỏ bông gòn hoặc bọt biển ở dưới đây, rồi sẽ bơm nước trực tiếp vô đây. Thì khi các bạn bơm nước trực tiếp vô đây, nó sẽ cấp ẩm lên phía trên này. Bây giờ mình sẽ mở đây cho các bạn coi ha. Các bạn thấy có những cái lỗ giống vậy không? Đây là cái lỗ để nó cấp ẩm lên, thì các bạn chỉ cần bơm nước ở đây thì nó sẽ cấp ẩm lên tổ trên này. Cái này thì nó các bạn cần phải bơm nước khá là thường xuyên, tại bởi vì là nhựa, như mình nói là nhựa nó sẽ không giữ ẩm cho cả tổ. Thì thực tế ra cái dạng tổ này phù hợp nuôi những loại kiến nào? Nó phù hợp, theo mình thấy là nó phù hợp nuôi những cái loài
thiên về sa mạc nhiều hơn. Những loài mà nó cần ẩm ngay tổ thấp, không cần quá cao. Ví dụ như Bunen, nó rất là thích những cái dạng tổ như vậy. Hoặc là những cái dòng như là kiểu con Vilosa, là nó sẽ thích những cái dạng tổ như vậy. Như là cấp ẩm nó không cấp ẩm đều hết khu vực. Thì đây là một cái dạng tổ hai tắc en. Cái điều mà mình thích và không thích ở cái dạng tổ này, cái khả năng cung cấp ẩm quanh tổ nó kém hơn so với những cái dạng tổ bằng y tông, hoặc là những dạng tổ bằng thạch cao. Nhưng mà nó được một cái gì, nó được cái là thẩm mỹ, các bạn nhìn rất là đẹp. Và khi mà các bạn đi cùng một set với nó á, là một cái combo của nó để trưng á, thì nó rất là đẹp. Và hiện nay hai tắc en họ làm ra những cái sản phẩm mà kiểu có thể nuôi được những cái colonies cỡ lớn của những cái loài như kiến cắt lá chẳng hạn. Kiến cắt lá là những cái loài mà nó cần di chuyển từ cái không gian này qua không gian kia để nó cắt lá. Những cái dạng như hai tắc en nó sẽ đảm bảo được rằng các bạn vừa tiết kiệm được diện tích, nhìn nó không có bị bầy hại, các bạn nhìn nó rất là đẹp. Các bạn thấy rằng những cái bản sample này mình test á, thì nó có những cái chỗ này để dây điện có thể đi qua luôn các bạn. Dây điện có thể đi qua. Và những cái phiên bản xịn hơn của hai tắc en họ thậm chí còn có khu vực, một cái máy ở đây để đo nhiệt độ của tổ và cũng như đo độ ẩm của tổ luôn. Nó rất là xịn luôn các bạn, nhìn nó rất là hiện đại, rất là futuristic luôn. Đó là lý do mà tại sao mình rất là thích những cái dạng tổ của hai tắc en. Và sắp tới là một cái loài mà mình dự tính sẽ mua, đó là loài kiến cắt lá các bạn. Mình sẽ đặt một hẳn một cái tổ từ bên Anh về của hai tắc en, và đó là cái tổ dành chuyên cho việc nuôi kiến cắt lá. Rất là hay, rất là thú vị luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn những cái tổ mà mình đã mua ở HT, và cũng như rằng mình sẽ giới thiệu sâu hơn về những cái tổ này để cho các bạn cùng hiểu coi là mỗi cái tổ thì cái cấu trúc cấu tạo của nó ra sao, tại sao nó lại phù hợp với kiến ha. Thì đầu tiên, đây là một cái tổ để dưỡng queen các bạn. Hầu hết những cái dòng kiến mình đang nuôi là những dòng semi-local, là những cái dòng mà con queen nó sẽ tự đi kiếm ăn. Do đó rằng là cái việc mà mua một cái tổ dưỡng queen nó rất là cần thiết. Thì ở bên nước ngoài những cái tổ dưỡng queen của nó thường nó sẽ là những cái tổ mà dạng các bạn có thể đặt cái ống nghiệm vào bên trong, và cái ao rất là nhỏ để cho con queen nó vẫn có thể đi ra khỏi ống nghiệm nó kiếm ăn, và nó quay trở ngược về ống nghiệm lại ha. Tuy nhiên là những cái dòng mình nuôi, đặc biệt là con kiến đạn là Bara Bonera Lavata, thì cái con này á thì nó bự các bạn, nó bự nên là ống nghiệm nó ở đó sẽ cảm thấy không thoải mái và nó dễ bị stress. Do đó rằng á là mình đã nhờ HT làm ra cho mình một cái tổ chuyên dụng nuôi con queen nó sẽ như thế nào. Thì thứ nhất á là cái không gian hour của nó nhỏ thôi các bạn, không cần to để con queen nó không bị stress ha các bạn. Họ đã làm như thế này rất là kỹ. Họ đã làm như thế này là nó sẽ có cái lỗ đi xuống đây, bình nước ở đây, không gian ở phía trên bề mặt ha, và mình đóng lại đây bằng 500, tích rất là cứng các bạn. Và có khe hở thở nè, thoáng khí nè. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến cái phần quan trọng là cái phần phía dưới đây. Đây là một cái phần rất là quan trọng các bạn. Chúng ta sẽ cấp ẩm vô đây. Thì ở đây nó sẽ cấp ẩm, chúng ta sẽ bơm ẩm ở vô trong này. Nó sẽ có một cái lỗ để cho các bạn bơm ẩm vô trong này. Nó sẽ cấp ẩm ngược lên phía trên. Và cái điều hay ho là họ làm cho mình thẳng một cái đồ công tắc đèn luôn các bạn, để các bạn thấy được con kiến bên trong. Có những cái lỗ này thì sau này để mình nối ống ra những cái tổ khác ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy con kiến bên trong. Đây. Và đây là con Bara Bonera Lavata ha. Thì nó sẽ có cái đèn ở đây và quan sát được con kiến bên trong. Cái tổ này nó không cần thiết quá to, con Bara Bonera nó sẽ cảm thấy an toàn và nó cảm thấy là ok hơn. Ở đây cũng có một cái lỗ không khí ra bên phía bên ngoài nè các bạn. Thấy là cái khu vực cấp ẩm hồi nãy ở phía sau nó sẽ nằm ở dưới sâu này nè. Cái tổ này làm bằng thạch cao ha các bạn. Thì ở đây người ta cũng làm một cái lớp cát tự nhiên. Thì cái lớp cát này giúp cho những cái loài mà kiểu dạng như chuyên để kéo kén á, là những cái loài mà nó con ấu trùng của nó kéo cái kén thành những cái lớp cocoon á, là bọc người nó lại á các bạn, nó sẽ dễ kéo kén hơn. Và ở đây là nó có 500 luôn, chúng ta chỉ cần bịch lại thôi là xong, là con queen nó sẽ hoàn toàn là cảm thấy an toàn. Cái lỗ này cũng rất là to để cho một cái con bự nó có thể chui xuống phía bên dưới. Đây, những cái tổ dưỡng queen như thế này nó chỉ cần cái không gian nhỏ thôi, vừa phải thôi là đủ rồi. Các bạn biết là những cái tổ như thế này á, thì cái mà mình rất là thích á ở HT á, khi mà họ làm á, đó là cái chất liệu phía trên này nhìn nó không có sến các bạn. Mình ghét những cái chất liệu nhìn nó sến á, mình ghét những cái màu kiểu dạng như là màu vàng, màu xanh, màu đỏ này nọ. Mình chỉ thích những cái chất liệu mà kiểu dạng như nhìn nó giống tự nhiên một tí, giống như chất liệu như thế này, hoặc là những cái chất liệu như thế này nó khô nè các bạn. Đó, hoặc là mình lót bằng đất mình đã xử lý rồi, hoặc là bằng cát. Đây là một cái tổ mà mình cũng mua bên HT. Và cái tổ này thì nó dành cho tụi HV ha các bạn, tụi HV. Theo những gì mình tìm hiểu nha, thì HV là một cái loài nó cần ẩm, và cái kiểu nó là một trong những cái loài mà kiểu nguyên thủy các bạn. Những cái loài nguyên thủy thì nó có cái tầm nhìn và tập tính nó cũng khá là khác biệt. Ở đây là một cái miếng rêu bé xíu. Thì các bạn thấy là cái chất lượng tăng của HT họ làm rất là ok. Mica rất là chắc các bạn, rất là chắc, bọc lại hết nguyên cái khu vực này luôn. Nó kín lắm các bạn.
Nhưng mà hôm bữa do vấn đề là vận chuyển á, nên là nó bị bung keo ở chỗ này nè. Nên là mình phải dùng keo dán mình dán lại các bạn. Chắc là để ở ngoài trời nóng quá hay sao á, cái nó bung hết keo luôn. Thì mà nếu mà các bạn mua tăng ở HT thì các bạn nên kêu nhân viên kiểm tra lại tăng coi là nó có bị bung keo hay không. Rồi nếu mà bung keo thì họ sẽ hỗ trợ các bạn dán lại hay sao đó, họ sẽ bảo hành trên cái tăng này luôn. Khá là tiện lợi. Thì một cái điểm mà mình thích của cái tăng dạng này của HT nữa đó chính là cái này họ sẽ có một cái phần cấp nước riêng. Và nó sẽ có cái đầu dính như thế này luôn. Các bạn thấy đây, họ sẽ có phần cấp nước riêng. Nó sẽ có những cái miếng để cấp ẩm nước này, gắn lại và hít bằng 500. Thì cái bình nước này các bạn rút ra, nó sẽ rút ra như vậy. Khá là tiện các bạn. Rồi bây giờ đến cái phần Nest. Một cái tổ kiến á, nó sẽ có phần Hour là phía bên ngoài và phần Nest là phía bên trong ha. Thì đây là phần Nest. Thì phần Nest á, là mình đối với cái loài mà nguyên thủy HV á, eyesight nó rất là tốt các bạn. Nghĩa là cái tầm nhìn nó rất là tốt, nó giống như tụi Bunen vậy á. Do đó rằng ánh sáng đỏ nó vẫn có thể nhìn thấy được ha. Nên là mình sẽ sử dụng một cái miếng giấy cạc tông để mình che lại chỗ này, che lại chỗ này. Thì mình mở ra. Thì đây, trước mình mua cái tổ này hơi bự so với lại cái size của cái đám này. Đáng lẽ là mình nên mua cái tổ nhỏ hơn, nghĩa là cỡ như đây thôi là đủ rồi. Cỡ cái tổ này ok hơn. Mình lúc đó là mình đặt cái bầy HV này về, mình không có biết là cái số lượng nó bao nhiêu đó các bạn. Mình chốt luôn cái tổ này. Nhưng mà thôi kệ, mình chốt về để mình nghiên cứu luôn. Mình coi thử cái tập kính nó như thế nào, một cái cách thử nghiệm đó các bạn. Không sao cả. Tụi nó gom về cái khu vực mà cấp ẩm khá là nhiều. Khu vực này ha. Ở khu vực này có những cái cát và tụi nó cũng di chuyển qua những cái khu vực này tương đối nhiều. Và tụi nó mang những cái đồ này vô nè các bạn. Nó mang những cái đồ này vô cũng khá nhiều nè. Và cái điểm hay rằng á là cái tổ này họ có một cái khu vực cấp ẩm phía bên này ha. Một khu vực cấp ẩm ở đây. Và ở dưới cái này nó sẽ có một cái buồng cấp ẩm luôn. Một cái buồng nước cấp ẩm ở dưới đây. Và nó sẽ cấp ẩm lên đây phía trên này. Ở đây các bạn thấy có một miếng lưới nè. Nó sẽ cấp ẩm lên trên tổ. Và cái tổ dạng kiểu thạch cao này nó được bôi cát như vậy để giúp cho con tụi này nó có thể kéo kén. Và cái lớp cái miếng kiến này có thể giúp cho các bạn nhìn thấy được bầy kiến ở bên trong. Và các bạn mở cái lớp này ra, các bạn thấy đó, đó các bạn thấy không, đây là tụi HV. Tụi này á thì theo mình đánh giá thì nó khá là nhát các bạn. Nó khá là nhát, nó không có gọi là tính chủ động như là những cái loài bull và nó không có hổ báo các bạn. Cái loài này nó nhát lắm. Nó ra ngoài nó đi săn thường có một con thôi. Hôm qua nè, ăn một cái con gián xong nó thải ra bên ngoài nè các bạn. Đó. Thải xác ra ngoài, lát nữa mình sẽ dọn. Thì các bạn thấy rằng đây là một cái tổ ở HT ha. Rất là cứng và rất là bền. Những cái cấu trúc đồ bên trong thì nó cũng rất là ok. Và các bạn biết là nó vệ sinh rất là dễ. Nhưng mà cái điểm mà một cái điểm trừ của cái dạng tổ này mà mình thấy á là thứ nhất là cái dán cái keo á, về các bạn phải tháo ra xong các bạn lột keo ra, nó khá là mất công. Đặc biệt là những cái nốt dán này họ không có lột keo ra và họ dán trực tiếp vô luôn. Và lúc mà lột ra thì nó sẽ bị dính những cái lớp keo, nghĩa là keo mà dán trên bề mặt á. Thì như vậy mình thấy nó không có ok các bạn, không ok. Nên là nó khá là mất công lúc mà về các bạn triển khai cái tổ. Đây cũng là một cái tổ của HT, nhưng mà cái tổ này mình đặt làm riêng cho một cái loài khá là quý hiếm ở Việt Nam. Loài này thì mình thấy rằng là nó khá là hiếm luôn các bạn, khá là hiếm. Đây, nó là gọi là con Dracula N. Nhưng mà cái mắc cười là lúc mà mình đặt á, mình chưa bao giờ thấy con Dracula N này ở ngoài hết. Và mình cũng không biết rằng cái số lượng của nó có trong cái ống nghiệm là bao nhiêu, có đông hay không. Nên lúc mình đặt á, mình báo cho bên HT á, thì mình báo sai kích thước các bạn, tức ghê. Thì cái kích thước này quá to so với cái bầy nhỏ xíu như vậy. Nó có như xíu này à, nên là tụi nó dời cái tổ tụi nó vô đây luôn. Nó không dời vô cái kích thước to như vậy. Yêu cầu họ làm lại cho mình một cái tổ khác nhỏ hơn để nuôi cái kích thước tụi này thôi. Tại bởi vì là họ tưởng là cái bầy mình nhiều nên là họ làm bị ấy, nên là họ đã nói ra họ sẽ đền bù, chính sách đền bù của họ lại là họ sẽ làm mình một cái tổ mới hoàn toàn. Và họ sẽ giúp cho mình vận chuyển cái bầy này qua cái tổ mới đó. Thì cái tổ mới đó sẽ nhỏ hơn tổ này ha, nhỏ hơn tổ này nhiều, để giúp cho tụi này nó ổn định nè các bạn, cho cái đám này nó ổn định. Thì các bạn thấy rằng đây là cũng là một cái dạng tổ của HT. Các bạn thấy ở bên trong này họ có, ở đây thì cái dạng tổ này thì nó không mở được cái nắp này các bạn, nó không mở được cái nắp này, nó hơi bị bất tiện chỗ đó ha. Đó, nó kín luôn các bạn. Cái khu này nó sẽ có một khu vực cấp ẩm và ở trong này các bạn thấy rằng họ bo một cái lớp cát tự nhiên rất là ok ha. Và họ trang trí nè, cái không gian nè cũng rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Và ở đây có những cái điểm để họ chúng ta nói qua cái tổ khác luôn.
Cái bài kiến này thì mình sắp tới mình sẽ quay một clip short về bài kiến này. Bài kiến này là một trong những cái bài kiến tương đối hiếm ở Việt Nam các bạn, tương đối hiếm nha. Và mình đã săn lùng rất là lâu để có được cái bài này. Bài này nó có một cái tập tính rất là hay, và nó là một trong những cái loài mà mình nói rằng là nó gọi là con snapjaw các bạn. Là cái khả năng kẹp càng của nó và tốc độ của nó nhanh nhất thế giới hiện nay. Nhanh nhất thế giới luôn. Một cái loài rất là thú vị mà mình sẽ giới thiệu các bạn sau. Ở đây thì sẽ có một cái buồng cấp ẩm ở đây luôn ha. Một cái buồng cấp ẩm đây. Và ở đây là một cái khay nước luôn các bạn. Và các bạn nếu các bạn nhìn ở bên dưới nè, đây nó có buồng cấp ẩm ở dưới đây luôn. Có nước ở dưới luôn ha. Nó có lỗ nhỏ xíu nè. Lỗ này nè. Các bạn đút cây kim vô đây, các bạn bơm nước vô bằng ống tim ha. Còn đây là một cái tổ mà mình tự làm mà mình cũng chưa ưng ý nó lắm. Đây là một cái tổ dành cho con Neoponera villosa ha, là một con kiến đạn của Texas. Dạo này mình thấy mình nuôi kiến đạn hơi bị nhiều. Mình đang kiếm con Dinoponera các bạn. Con nó còn bự kinh khủng khiếp luôn. Một trong những cái loài kiến bự nhất thế giới các bạn. Các bạn thấy đây là một cái tổ setup điển hình để nuôi một cái con semi-local. Thì các bạn thấy là con Win nó di chuyển khá là nhiều nè. Nó đi vô tổ đó các bạn. Mình đặt cái ống nghiệm thẳng vào trong tổ luôn. Thì cái tổ này mình không ưng ở chỗ là, thứ nhất là lúc mà người ta thiết kế á, người ta không có tính. Mình đã nói rất là kỹ nhưng mà người ta không có tính các bạn. Người ta thứ nhất là mình nói rằng cái cửa này nên bự một chút, và cái chỗ mở này nó dễ một chút. Đó, các bạn thấy không, nó rớt ra. Đây là một cái điển hình của một cái tổ nuôi những cái loài semi-local. Là các bạn đặt thẳng cái ống nghiệm vô luôn. Cái một cái điểm mà mình thấy rằng hầu hết những loài semi-local nó rất là thích cái kiểu mà các bạn đặt thẳng cái khu vực nest của nó vào trong giữa cái ao luôn, và nó không thích ở trong những cái nest như thế này. Một số người á, nếu mà một cái nest á, thì các bạn nên dùng những cái loại nest giống như vậy, giống như vậy thì nó có vẻ thích hơn. Mình nuôi cả Bunen luôn, mình đã thử nghiệm những cái nest giống như vậy, nó cũng không thích. Nó thích cái kiểu là đặt cái ống vô đây rồi nó sẽ kiểu tự vận hành luôn. Nó không thích những cái không gian kiểu dạng như là nối nó ống vô hoặc là cấp ẩm thêm, nó cũng không thích các bạn, nó bỏ đi hết rồi. Nó thích cái kiểu vậy, có vẻ như là cái này là cái con kiến nó sẽ chọn được cái khu vực mà nó thích đó các bạn. Mình hỏi một số người nuôi ở châu Âu thì người ta nói rằng là một khoảng thời gian nữa khi mà nó có nhiều quật rồi thì nó sẽ tự biết cách để nó vận chuyển qua cái nest mới ha. Con Neoponera thì các bạn thấy rằng nó phát triển rất là tốt các bạn, và nó đẻ được một đống trứng luôn nè các bạn. Có vẻ rằng là nó đã có ấu trùng rồi các bạn, thì sắp tới mình sẽ bổ sung thêm protein cho nó ha. Một cái con kiến đắt tiền 20 mấy triệu thì nó chỉ cần một cái đơn giản như vậy thôi. Một cái ống nghiệm có nước nè, không cấp ẩm nè, một cái chén nước chỗ này thì mình để mình cấp mật ong cho nó. Mà con này nó cũng ít uống mật ong đó các bạn, nó ít uống đường lắm. Nó lâu lâu nó nếm một hai cái nó bỏ đi rồi. Và một cái chén nước như vậy. Thì cái chén nước này hôm bữa thì mình thấy là nó nguy hiểm. Có một số bạn nói là bỏ cái bông gòn vô. Thực ra mình cũng bỏ bông gòn vô rồi, nhưng mà nó mau khô lắm các bạn. Để an toàn thì mình nghe theo các bạn, mình bỏ bông gòn vô luôn. Con này nó sống ở Bắc Mỹ á, thì cái nền của nó là nó sống ở những cái khu vực mà gọi là kiểu dạng hơi khô một tí. Thì cái không khí ở bên nước ngoài thì có thể là có nhiều bạn chưa đi cái dạng nền này á, thì cái nó giống cái cách nuôi của một số loài bên Úc á, nghĩa là cái nền này nó không quá ẩm nhưng mà nó cũng không quá gọi là khô các bạn, nó vừa phải thôi. Nên đó là lý do mà tại sao mình trộn cát với lại một cái đất, những cái đất mình xử lý, thì nó sẽ giúp cho kiểu cái nền này nó ở một cái mức độ khô nhất định, chứ nó không khô quá nhưng mà nó cũng không ẩm quá. Lâu lâu thì mình sẽ cấp ẩm một ít ngay gốc này. Thì đây là một cái tổ mà mình chuyên dùng để nuôi semi-local. Thì nó sẽ có những cái ống như thế này, những cái ống để mình nối những cái đường ống ra để mình kết nối những cái tổ khác. Các bạn thấy là nó có đến 6 đường để nối ra ha. Và những cái này mình có thể nối ống ra hoặc là mình có thể ghép một cái tổ khác vô đây nối ra tiếp luôn các bạn. Rất là tiện lợi, vô cùng tiện lợi luôn. Cái điều mà mình không ưng ý nhất ở cái tổ này đó chính là cái nắp này thôi. Nhưng mà được một cái là mình rất là thích cái lớp lưới này các bạn. Cái lớp lưới này nó sẽ giúp cho thoát ẩm ở phía bên ngoài cho cái tổ mình lúc nào nó không có bị mốc các bạn. Cái điều quan trọng nhất mà các bạn cần nên biết đó, rằng là các bạn cấp ẩm được quá nhiều. Là bởi vì các bạn cấp ẩm quá nhiều nó sẽ sinh mốc các bạn. Nó sinh mốc. Các bạn nên nhớ rằng khi các bạn nuôi bất kỳ một loại kiến nào thì các bạn lưu ý cái vấn đề, hai cái vấn đề rất là quan trọng đối với cái tổ kiến đó chính là cái ẩm và những cái đồ mà con kiến nó ăn xong nó bỏ ra, các bạn phải dọn liền. Nó để một khoảng thời gian nó sẽ sinh vi khuẩn, nó sinh vi khuẩn rồi nấm mốc này nọ. Và với cái nhiệt độ và môi trường ở Việt Nam, các bạn nên lưu ý rằng nhiệt độ và môi trường Việt Nam nó rất là ẩm, nó vô cùng ẩm luôn các bạn. Các bạn phải cẩn thận cái vấn đề ẩm nha các bạn, chứ không phải là các bạn nghĩ rằng là cấp ẩm nhiều là tốt đâu nha, không có đâu. Tại vì
mình cũng thấy có rất là nhiều trường hợp các bạn nuôi mà các bạn cấp ẩm quá nhiều rồi nó móc cả tổ là chết hết cả tổ luôn. Lưu ý cái chuyện đó, nghĩa là khi các bạn nuôi các bạn chú ý cái độ ẩm ha, bởi vì độ ẩm về căn bản độ ẩm Việt Nam nó đã có rồi các bạn. Mình nuôi rắn các bạn biết là cái chuồng rắn của mình nó khô lắm các bạn, nhưng mà các bạn biết hả, phân mà ỉa ra các bạn không dọn liền nó móc liền ngay lập tức luôn. Khi mà các bạn nuôi bất kỳ một loài gì, cái điều quan trọng đầu tiên mà các bạn nên nhớ đó chính là chúng ta nên flexible các bạn. Cái công thức là A là các bạn phải theo là A, các bạn phải phù hợp đối với cái điều kiện, khả năng cũng như là cái môi trường sống của Việt Nam các bạn. Đây là mình làm một cái tổ cho tụi Teja Bonera. Và bữa nữa khi mà tụi nó bắt đầu ổn định rồi á, mình sẽ trải một cái lớp đất ở phía trên nữa và để lót cây cho nó nữa. Tại bởi vì đây là cái loài sống trên cây ha, tụi nó hay rest ở trên cây, nên là mình sẽ làm một cái cây cho nó nữa. Cái bình nước này thì mình mua HT và mình thấy rằng nó rất là tiện các bạn, rất là tiện luôn, không có bị dơ và con kiến nó không có chui vô bình nước luôn. Có một cái lưới to trên này và mình cũng đã sửa cái lỗi sai của cái tổ này, đó chính là mình không cho dặn ốc nữa. Và mình muốn là mở một lần sẽ mở nguyên một cái tổ ra luôn như vậy, nó sẽ dễ tương tác với mình hơn. Và bữa nữa thì mình đã về cái thuốc để bôi trong chống kiến leo ha, mình sẽ bôi xung quanh đây và kiến nó sẽ không leo được. Thì cái dạng tổ này thì mình thấy rằng là nó thoáng các bạn, và đối với một cái loài mà nó không cần quá ẩm như Teja Bonera thì cái tổ dạng này khá là ok. Và mình nuôi trong này mình thấy rằng rất là tiện luôn. Cái bầy này thì mình cũng đã áp dụng một cái cách mà mình thấy rằng đó chính là mình sử dụng cái tổ dạng giống như tụi Hightech N. Và cái tổ này nó đính kèm chung với lại cái khu vực này luôn, bởi vì con Teja Bonera này thì nó không có cần ẩm quá nhiều trong tổ các bạn, nó dời trứng vô đây và nó phát triển rất là tốt, nên mình cấp ẩm nhẹ bên này cho tổ nó là vừa phải rồi. Sau khi mà tụi nó ổn định ở khu vực này xong, mình sẽ tiếp tục kết nối thêm những cái tổ lớn vào đây, nối ống những cái tổ lớn hơn, kết nối vô như thế này để tạo thêm những cái tổ khác, và chúng ta sẽ có một cái tổ Hightech một xí, thậm chí những cái tổ lớn hơn như thế này, nhiều cái tầng lớp tổ khác nhau. Và cái những dạng tổ này thì mình có thể quan sát từ bên trong, và ở đây nó có rất là nhiều đường ống, mình đã tính hết tất cả những cái đường ống như thế này. Và những cái dạng tổ này là những cái dạng tổ mà mình đặt và thiết kế theo ý thích của mình để mình nghiên cứu coi là cái phương án nào tốt nhất. Khi nghiên cứu thì chắc chắn là các bạn sẽ biết rằng là các bạn sẽ có khả năng là chết luôn cả con kiến các bạn đang nuôi, hoặc là chết cả bầy kiến các bạn đang nuôi. Mình rất là thích nghiên cứu như vậy các bạn, bởi vì là khi mà nghiên cứu tìm ra được những cái cách nuôi mới, tìm ra được những cái phong cách mới, tìm ra được những cái hướng đi mới thì nó sẽ đem lại cho mình một cái cảm giác trải nghiệm nó thú vị hơn. Kiến nó không chỉ dừng lại ở việc là các bạn ngắm bầy kiến của bạn không, mà các bạn phải tạo ra được những cái thứ mới để các bạn áp dụng, các bạn thử nghiệm thì nó mới đem lại những điều thú vị. Và khi nghe những cái đóng góp ý kiến của những người nuôi kiến khác nhau, và cũng như là từ những người làm tổ, từ những người trải nghiệm cái loài đó, thì mình bắt đầu chỉnh sửa rồi mình điều chỉnh cho đến khi nào mà mình cảm thấy rằng nó hợp lý thôi các bạn. Khi mà bất kỳ một cái thú nuôi nào thì mình thấy rằng cái việc mà các bạn tìm tòi nó rất là quan trọng bạn, rất quan trọng luôn. Nó đem lại cho bạn cái trải nghiệm thú vị hơn rất là nhiều. Các bạn biết á, nuôi kiến hay nuôi bất kỳ con gì nó cũng như bóng đá vậy các bạn. Các bạn chỉ yêu những đội bóng mà khi họ thắng thôi, thì nó sẽ không có nghĩa là đam mê bóng đá các bạn. Cũng như là cái đó là chỉ bạn cần cái cảm giác là các bạn thắng cuộc thôi. Các bạn cần cái cảm giác được bơm dopamine lên não để các bạn cảm thấy là hưng phấn thôi. Còn mà cái cảm giác mà khi mà các bạn nuôi, khi các bạn chăm sóc bất kỳ một loài gì hay các bạn đam mê bất kỳ một cái gì, nó sẽ có những cái giai đoạn mà các bạn sẽ thất bại, có những cái giai đoạn mà các bạn sẽ không thành công, rồi có những cái giai đoạn mà các bạn thử nghiệm các bạn thấy rằng nó sẽ không work được, nhưng mà đem lại các bạn rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều cái trải nghiệm, và những kinh nghiệm đó các bạn sẽ không gặp được hoặc là không học được từ bất kỳ ai, mà chỉ các bạn học được từ những thứ mà các bạn trải qua mà thôi. Con người của mình biết cách dùng lửa, biết cách đi săn, rồi biết cách giữ ấm, rồi biết cách chinh phục được Everest chẳng hạn, tất cả những cái đó họ làm như thế nào, họ cũng phải thất bại các bạn. Có những người họ sẽ trả giá bằng cả mạng sống của mình luôn để mở ra một cái cách thức chơi mới, mở ra một cái cách thức để chinh phục mới, thì cái đam mê, cái con đường nó mới thú vị các bạn. Còn nếu mà các bạn mà cứ lo sợ rằng các bạn nuôi fail, cứ lo sợ rằng người khác chê trách mình nuôi sai, mình nuôi không đúng, thì các bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được. Là từ lúc mà mình mới bắt đầu nuôi rắn á, trở thành một người nuôi rắn chuyên nghiệp các bạn, mình chết cũng rất là nhiều rắn các bạn, mình chết rất là nhiều, tổng số rắn mà mình chết lên cả 100 triệu đồng các bạn, con số rất là lớn đối với nhiều người. Lúc đầu thì mình cảm thấy rất là hụt hẫng, mình cảm thấy mình thất vọng về bản thân mình rất là nhiều, và nhiều lúc mình nản, nó không muốn nuôi nữa các bạn. Mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua, và cái cảm giác đó nếu mà bạn vượt qua được
các bạn cố gắng được thì các bạn sẽ có được ngày hôm nay thôi. Cũng giống như là kênh Thèm Bò Sát của mình vậy, có thất bại thì chúng ta mới có thành công, có thất bại thì chúng ta mới học được rất nhiều kinh nghiệm để có thể phát triển được bản thân của mình và để trở thành một người nuôi tốt hơn. Ok, và cái tập ngày hôm nay thì mình đã nói rất là nhiều về tăng kiến rồi, và mình cũng cập nhật một tí là cái áo gần hoàn thành rồi các bạn. Oh yeah, và sau Tết nó sẽ có một cái event mừng 150.000 sub. Bây giờ đã 200 mấy ngàn rồi, 201.000 rồi mà event 150.000 còn chưa run được. Hy vọng là sau Tết chúng ta sẽ run được event 150.000 sub để mình tặng những cái món quà của mình tặng những cái tổ kiến của mình cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì rất vui là vì các bạn đã xem tới đây, và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.